Dạ, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay thì hãy ghé thăm lại hoàn cảnh của chú Dũng. Cảnh rất là khó khăn quý vị. Vợ chú thì suy thận giai đoạn cuối. Còn bé Bi năm nay thì học mới hết lớp 12 quý vị. Hoàn cảnh rất là khó khăn nên em cũng hiện tại chắc cũng ngưng cái việc học. Thì đây là cái nhà của chú đây quý vị. Hôm trước thì Hải cũng đã đến chia sẻ quý vị. Hôm nay thì Hải cũng đến lại thăm. Sống trong một cái căn nhà rất là tầm bợ. Vợ của chú Dũng là giờ đang ở đâu rồi hả? Dạ, nhà mà cái tuần trả tặng 3 lần. Ý là cái vợ chú giờ đang ở phía ở nhà tạm nhà thì anh. Anh nói là nhà ở nhờ thì nó hả? Bữa nay hình như chắc mưa lớn quá là lạnh. Mưa nay là ông được làm nước chảy chứ không dọc ở đâu được tôi mập hết rồi. Dạ. Hôm rồi thì con cũng có chia sẻ với các mạnh thường quân cũng như là của một chị thì con nói là sửa lại cái nhà cho chú, với lại làm lại cái toilet đấy chú. Đầu tiên thì con nói là chia sẻ để giúp cho chú một chiếc xe máy để cho bé Bi chở mẹ đi bệnh viện đó, bởi vì mỗi lần đi bệnh viện đó là phải mượn xe con ha, với lại đi taxi thì nói chung là rất là tốn tiền đó. Nhưng mà sau đó thì chú gọi cho chú Trí mà chú dẫn xuống đây để chia sẻ hoàn cảnh của con á. Chú nói rằng là có một cô nào đó cho nhà con một chiếc xe máy đúng không? Xe máy cũ đúng không? Cô nó là có thấy ở trên mạng cái xong cô nó nói cô nó là cũng là bạn chứ đi chạy thận với mẹ con. Cô nó cũng giúp đỡ mấy mọi người ở trong chỗ chạy thận với ngôn cũng lại mua cho một chiếc xe cũ để đi chạy thận. Hoàn cảnh của chú rất là khó khăn quý vị. Chú cũng đi sửa xe đạp rồi, do là vợ chú cũng bị bệnh nhiều năm rồi. Lần đầu tiên thì bị đau sao con hả? Bị tiểu đường. Bị tiểu đường giờ là chuyển qua suy thận giai đoạn cuối nên là quý vị này nay mưa quá sập đứng là sập luôn. Dạ. Thì mấy bữa này mưa quá nên là Hải cũng lúc nãy xuống thì nghe chú nói là đi lên ở cái nhà tạm của người anh, nhưng mà cái nhà đó thì cái phòng đó là của người em đúng không? Người em của mẹ con hả? Em của mẹ con. Nhưng mà đi tù rồi, không biết rằng sang năm về thì biết ở chỗ nào đúng không? Còn cái nhà này quý vị thì hôm trước thì con cũng có hỏi anh Trí đó, bởi vì hôm trước con không có xin số thổ chú. Thì có chú anh Trí đó có nói với con rằng là cho sữa với lại làm lại toilet, nhưng mà hôm nay chú xuống chú nói là bây giờ bên tộc là họ không có cho nữa hả? Cũng nhiều người với nhau chú. Nhiều người nữa, người này mấy người chưa đằng mấy cái đó, chưa dứt điểm được. Chưa dứt điểm được hả? Bữa hôm rồi thì con nghe nói là được nên là con mới chia sẻ với lại một chị Lan, chị cũng có chia sẻ giúp cho chú ấy này. Làm lại cái nhà để cho ở sớm, chứ còn do cái mưa này thì quý vị thấy rằng là quần áo này để ở đây là ướt hết trơn này. Dạ. Đó còn rồi đây. Cô rất là tạm bỡ, cứ từng miếng chắc cái này chú cũng thấy ngoài đường rồi chú xin về chú che mưa đúng không? Che mưa che nắng đây mà. Tạm bao nhiêu năm rồi bên quá đáp rồi thì sẽ mập hết rồi. Dạ. Tạm bỡ ở miết cái đây mười mấy năm ở đây rồi. Dạ. Quần áo thì cũng để vậy đây mưa. Mưa đó, cái tổ đi nằm cái đó nó không nắng dột cũng ướt hết cái chạy nó chứ. Yeah. Tao mà nhà đây chị đi nấu. Dạ. Cái này thì nó ướt. Thì hôm rồi con cũng có chia sẻ rồi là mua mấy tấm tôn để gác lại cho chú, với lại sửa lại cái nền, với lại làm toilet á, để mà chú ở tạm thôi, chứ còn đất này đất cũng không phải của mình đúng không? Nên cũng khó. Toilet cũng không có quý vị, nhà này toilet cũng không có, rất là tội nghiệp và cho gia đình, đặc biệt là bé gái cũng lớn rồi. Hãy thì hôm rồi nghe chị chia sẻ là buổi sáng là phải đi vệ sinh thiệt sớm rồi, chung là cũng không có ở đây mà, nói chung nhiều cái rất là tội nghiệp quý vị ơi. Đây là có bếp ăn này, chén đũa đây, và vô trong này mũi cắn quá, bên đây nó ẩm ướt nữa, mà không biết ở trong nhà này nó sập không biết lúc nào luôn quý vị thấy. Để tí nữa hãy lên cái phòng của gia đình thời giờ đang ở, bởi vì do mấy bữa nay Đà Nẵng trời mưa quý vị thấy là nước chảy này cuối chừng này, dưới đất này, này giường này thì khi nào ngủ thì gác lại thôi. Đó. Quý vị thấy là nó rất là tạm bợ. Chú Dũng chắc là chú phải bàn lại với lại bên tộc tự sao hả? Để mà xin cái miếng đất này giống như là mình ở tạm thời một thời gian, chứ còn con nghĩ rằng nếu mà giờ người em của chú về đó thì không còn cái chỗ ở thì chú để thuê trọ ở là nó cũng rất là nhiều tiền. Vì bữa nay mà ở Đà Nẵng mà nếu mà thuê cái khu vực này để chú đi làm với lại chú chữa bệnh cho vợ cho nó đi gần đó thì con nghĩ rằng bữa nay là một phòng ít nhất phải 2 triệu, không phải đâu, 1,5 triệu trở lên là ít rồi đó. Vì gia đình mà 2 triệu là như sinh viên thuê cái giường thôi chứ đâu có rộng đâu, cái phòng nhỏ thôi là 2 triệu đâu, chứ còn đừng nhà thuê khi nào. Dạ dạ. Nhà phải 5 triệu trở lên. Dạ. Chú Dũng là sửa xe đạp hả? Dạ, sửa xe đạp, xe em làm thuê nhà đó, khi mình làm. Dạ. Mình tự làm chứ bán nhưng đi học cũng bả đào để làm, chứ mình làm đâu có đủ thiếu gì đâu. Dạ. Đa bệnh nữa thì không có thì khổ. Dạ. Khổ. Chắc là vợ chú đau cũng mẹ con cũng đau lâu rồi, cái bắt đầu ba con cũng đi làm thì cũng không được nhiều tiền đúng không? Rồi, cái khổ chồng cái khổ vậy. Xây thẳng là một tuần là đi 3 lần đó, là giai đoạn này giai đoạn cuối rồi phải không con? Dạ. Bị bà nào là đâu đi làm được, ở nhà biết đâu đi làm được, la đủ công việc hết, đi làm đâu có yên đâu. Dạ dạ. Là mới về nhà đâu chạy tặng với cái mấy lớp ở bệnh viện biết, dạ. Năm ngoái ở bệnh viện cả Nam luôn. Dạ. Bây giờ con lên phía trên cái nhà nó con thăm cô một chút chứ ha, còn chia sẻ luôn cho cô bác anh chị biết luôn ha. Còn ở nhà thì nói chung cái này không phải cái nhà để ở nữa, bởi vì bữa nay mà con thấy trời mưa như thế này chú. Ôi trời, đứng mà cũng không được nữa rồi, sao sao thì cũng mới rải luôn. Khổ thiệt. Dạ. Trời ơi. Cái này con nghĩ rằng là thôi trời mưa chú đừng có vô trong này chú ơi, con sợ sập bất cứ lúc nào luôn đó chú ơi. Ở chứ nữa nhà này ở chứ được nhà này có để cái ở nó sạch rồi yếu rồi sạch. Quần áo chú đem lên phía trên kia luôn đi. Chú cũng mới dọn lên phía trên đó hả? Mới dọn mới năm năm nó mưa miết mới dọn lên đó đó. Bà đau nữa bà về em có chỗ lên nó ở chứ. Dạ dạ. Thôi đi lên phía trên kia chút đi con thăm cô rồi. Dạ. Bị thấy. Nhà đây đó này. Không biết sao ở luôn. Không có phòng vệ sinh toilet gì hết. Rồi cũng chào cô nghe. Lên đây ở đây hả? Cái này giống như cũng có phòng trọ chú Hiển. Ở như phòng trọ đó nó nhà bữa tây họ đi về họ thấy cô họ thấy ra rồi vô đây cứ cái cô nó gọi thấy ra của gì của cho má bu gọi cho lần bo bo luôn đó cháu, rồi chở tôi cho bo bo với nửa thùng mì về ăn. Dạ dạ. Chiếc xe máy này đây hả? À. Xe này đi còn nhẹ không con? À, chở mẹ con đi cũng được hả? À. Ừ. Cái này có phòng có toilet không chú? Có hả? Cô còn cái nhà này thì cái phòng này thì khi nào em cô nó về là nó ở hả? Không biết ở chỗ nào nữa đó mà con Sơn Nam muốn về đó chết này rồi Sơn Nam về đồ của hãng ấy đó, đồ đọc trong nhỏ là đồ của hãng ấy cho tôi không bao nhiêu tôi đem vô mấy cái chén ai hàng không. Dạ. Vậy là về là chắc ảnh ở đây thì cô chắc phải xuống cái kia lại. Xuống ở dưới kia ở mưa to gió lớn chứ còn phải kéo đang chuyện thôi chứ làm ra. Chứ còn phòng trọ thì bây giờ thuê chắc cũng không nổi hả? Phòng trọ thuê đang cho nổi. Dạ. Ủa em gọi anh không được. À, cái máy bị hư lại vô nước này, mới thay cái máy. À, vừa rồi em gọi cho anh đó, thì em nghe nói là đi xuống dưới kia, nhà dưới kia là sửa được. Không sao đâu, nói chung anh không điều tra, không sao đâu, bữa đây thì không. Cũng sợ nhưng mà em đứng sang. Bữa nay em điện đó, anh có nói thằng em bỏ, anh kêu để về núi tăng tập. Rồi xin từ đơn lên là giá rồi sửa được. Thì bữa rồi em nghe nói là chắc được. Mà bữa nay em nghe xuống đây thì chú nói là bây giờ không biết là có cho nữa hay không, bởi vì mấy bữa nay cũng khó. Sợ hơi nhò tay nó đau chứ. Bò ra bò cái cha cái tâu là cái này đi cũng không lần rồi. Dạ. Cái tâu là mới này thôi. Dạ. Còn bên đó là có trả xe này cái bộ gì đó là nằm viện với bỏ một tháng rồi trả xe được chữa rồi đi. Trả xe này đó hả? Vì mấy bữa nay thì do là trời ở Đà Nẵng cũng mưa quý vị nên là gia đình mới lên đây ở đỡ đây. Vì ông anh của cô thì cái này là nguyên cái nhà đúng không? Hình như chia ra chia cái đó. À, chia cái phòng. Vì à đúng thấy là cái tường này hình như là tường trong nhà trong. À, mới đập cái này ra đúng không? Mới đập ra làm cái cửa đây đúng không? À, mấy này mới đập ra làm cái cửa này. Cái này là một cái phòng của ông anh nhưng mà ông em thì của ông em đi tù nên là mới đập ra cho gia đình ở đỡ, vì do là dưới kia nó mưa nó ướt quá đó quý vị. Vì hôm rồi có ông chia sẻ thì nói để làm nhà đó chú Dũng ơi, nhưng mà bây giờ thì chú nói như vậy thì con cũng không biết giải quyết sao. Thôi thì bây giờ như thế này nè, con cũng nghĩ rằng là sửa lại cái nhà đó thì mình làm cái tấm tôn cái tranh với lại làm lại cái toilet cho nó có chỗ đi đó. Nhưng mà bây giờ thì chú nói là không biết là làm được hay không nữa. Thôi bây giờ thế này, trước tiên thì con đến thì bây giờ con sẽ gửi cho chú là 10 triệu đi để cho chú lo cho cô với lại gia đình. Rồi còn cái số tiền còn lại đó, khi nào mà chú làm nhà được á chú báo cho con biết. Bây giờ con chia sẻ với chú là hôm rồi chị kia là chị cũng muốn giúp cho chú là để làm nhà với lại sửa toilet. Còn chiếc xe ban đầu thì con cũng nói là để xin cho chú chiếc xe để cho bé nó đi chở cô đi khám bệnh đó. Nhưng mà vừa rồi thì gọi cho anh thì anh nói là có chiếc xe rồi đó. À, nên là sửa lại cái nhà thì bây giờ con chia sẻ cái danh sách này luôn nha. Còn cảnh là chú Dũng có vợ suy thận giai đoạn cuối này. Chị Quốc Thanh ở Mỹ rồi, đầu tiên thì con gửi với chú 2 triệu rồi nha. Đó tắt nhiều mấy cuộc thôi. Rồi có chị Nhi ở Úc là 2 triệu. Chị Bécu Quỳnh 100 đô 2.250.000. Chị Lan ở Mỹ là 22 triệu 255.000 là 1.000 đô đây. Thì chị là chị muốn là giúp cho chú là sửa lại cái nhà với lại làm cái toilet. Nói chung là cũng tạm bỡ để cho có cái gia đình có chỗ ở. Bởi vì cái đất đó thì đất không phải của mình nên là mình làm cũng khó đó. Rồi có anh Hải ở công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Duyên Hải là gửi chú 2 triệu. Tổng là 28.505.000. Nhưng mà giờ thì nói chung là đất không biết làm nhà được hay không. Bây giờ trước tiên thì con gửi cho chú ở đây á là 10 triệu đi. Hôm nay là ngày 22 phải không anh này? Không có, âm 2 tháng 10 ha. Thì con gửi chú 10 triệu đây. Thì có anh Trí ở đây ha. Thì cũng chờ thử là chú làm cái nhà như thế nào, có xin được cái đất nó để làm nhà ở tạm hay không. Đó, thì con gửi chú, còn lại là con sẽ báo lại các cô bác ở đây. Dạ. Con gửi 10 triệu. Thì chú Dũng đếm dùm con, bé hay là bé đếm đi cho dễ. Con đếm. Cái đó là mấy rồi con? 25 tờ. 25 tờ là 5 triệu đó. Là đủ chưa? Dạ. Là 10 triệu con ha. Dạ. Thì gửi cho chú để chú lo cho cô đi ra đó. Còn lại cái nhà thì chú tranh thủ chú gọi cho con sớm nha. Để mà mình sửa, ví dụ như có sửa thì bữa nay mình sửa được, chứ còn về bữa nữa mưa là cũng... Để em về, tôi bỏ dành ra rồi tôi điện cho cái người nó không rành luôn, để làm cái giá của cái tập là tôi làm dành tôi xóm thôi, chứ chẳng bọt con như thế. Dạ. Bay nó tôi té ở xóm rồi bay tôi. Thấy cảnh họ tậu quá rồi. Dạ. Để đồng lượng về đồ không té không có chầm lúa chầm cho lượng cô nối dùm cho họ, tôi chứ đầu giờ đầu hành dông nối mà không? Tôi nối tôi mò bên điện lên cái chào con nối thằng em đó. Dạ. Hắn kêu nó hủ ngồi nói đầu, vẫn chưa nối ăn đây được, chưa hủ. Còn bên nói chung là tộc thì có nhiều người trong đó đúng không? Nhiều lắm. Dạ. Thì đó nên là con cũng nói là chú Dũng cố gắng sau với lại gia đình ha. Dạ. Anh chị những con đọc ở danh sách cho chú rồi đó ha, thì chú có đôi lời gì chú cũng chia sẻ luôn. Anh cũng cảm ơn các mấy chị ở nước ngoài rồi, dạ. Anh mấy chị Mạnh Thường Quân là giúp đỡ cho vợ chồng em rất trân trọng, cảm ơn và biết ơn, rất biết ơn. Dạ dạ dạ. Mà tường đi nhà đi chắc mưa chắc cũng chả nước tùm lum hết trơn cái này. Đó, không lộn cái tà này, cái họ lộn cái tà, cái tắp xi măng dân thôn cả xuống một tường đi hết. Làm cái bữa nó cả nó đó. Mới làm mình chiều làm cái ông đấy. Dạ. Chú Dũng bây giờ là còn 18.505.000 ha. Hôm nay ngày 22 tháng 10 năm 2021 này, con gửi chú 10 triệu. Đó, thì số tiền còn lại là chú xem thử là làm nhà khi nào được sớm thì chú báo cho con biết ha. Vì chị Lan ở Mỹ thì chị cũng muốn là sửa lại cái nhà với lại làm toilet. Con cũng giờ cái giờ của mình đó là giờ chỉ ngủ mất rồi. Con cũng không dám gọi để hỏi trực tiếp cho dễ. Thôi thì con đi ngang qua đây con cũng chia sẻ luôn. Có gì đó anh hỏi giùm em đó ha. Yeah. Anh với chú hỏi giùm con đi có đất đai sau đó rồi. Chứ còn không lỡ như mình làm cái họ bắt mình dỡ ra nữa thì tốn tiền. Đúng rồi. Dạ dạ. Rồi con nghe chú đi. Dạ thưa cô chú đi.